chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ đưa các bạn đi tham quan, giới thiệu cho các bạn về một bể nuôi rùa mà chú rùa rất hiền lành nên là mình có thể nuôi được trong bể thủy sinh. Và thường thì những con rùa bình thường phá phách thì chúng ta chỉ có thể nuôi trong bể trống thôi, hoặc là cho một viên đá và cho nó leo lên, tại vì chúng rất là nghịch ngợm, chúng sẽ sới tung nền. Nhưng mà với chú rùa hiền lành này, mình có thể nuôi nó ở trong bể thủy sinh, trồng cây cối và có đá, có lũa rất là đẹp mắt. Nào, chúng ta cùng đi khám phá bể nuôi rùa thủy sinh của mình nhé. Đây chính là bể mà mình trồng cây thủy sinh để nuôi rùa trong này. Bể này thì có kích thước chiều dài là 60, chiều rộng là 30, chiều cao có 25 thôi. Bể khá thấp vì mình xác định là mua để nuôi rùa. Như các bạn thấy ở trong này mình nuôi chú rùa lá mata. Rùa mata thì nó hoạt động chậm và nó cũng ưa thích những cái môi trường yên tĩnh, nó rất ít khi vận động, thế nên là mình đã lựa chọn nó để nuôi ở trong cái bể này. Nó sẽ không phá phách như những con rùa khác, rất là phù hợp. Và trong bể thì mình đang trồng ở góc bên tay trái kia là cây lưỡi mát, góc bên tay phải là cây rau má. Và ở các bạn thấy trên lũa thì có gắn những cái cây vạn niên thanh, và mình thả rất nhiều bèo Nhật, nó có tác dụng là trong nước. Nền thì mình rải sỏi với cả xứ lọc để tạo những cái lỗ cho vi sinh, nó sẽ xử lý phân ở dưới nền. Đây cái lọc chìm ở trong bể, mình dùng lọc này nó chạy nhẹ thôi. Và mời các bạn theo dõi thêm một số ảnh về cái bể này mà mình đã chụp. Như các bạn thấy thì có gỗ lũa, mình cho nó khá là to, nó trồi hẳn lên. Còn phía dưới đây là những cái rễ của những cây vạn niên thanh mình cắm xuống, có cả rong đuôi chồn. Ở ngoài ra còn có mình thả rất nhiều bèo Nhật ở phía trên mặt nước. Ở đây mình chủ dùng gỗ lũa với cả đá chính, không có phân nền, tại vì những cây này là cây cắt cắm, không cần phân nền. Hy vọng các bạn sẽ thích cái bể của mình, và nếu bạn nào thích thì cũng có thể làm theo mô hình như này, nhìn rất là xanh mắt, ra ngắm cũng thư giãn rất là nhiều.